Luật quản lý thuế đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và đã tạo khung pháp lý cơ bản, thống nhất chính sách quản lý thu thuế, đồng bộ với các luật thuế và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế thay đổi phương thức quản lý theo cơ chế người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật tại hội nghị cán bộ ngành thuế đã giải đáp về các nội dung như thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mở rộng trách nhiệm trong hợp tác quốc tế về thuế kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế mở rộng quyền của người nộp thuế bổ sung các trường hợp được xóa tiền nợ thuế tiền phạt chậm nộp Cán bộ ngành thuế cũng đã trực tiếp đối thoại, giải đáp các vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc thực hiện thông tư số 68 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều trong nghị định số 119 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.